Xin chào các bạn. Các bạn đang nhìn thấy ở đây là chiếc Noosa Grande, một trong những chiếc xe vừa được Yamaha giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Đây là cái phiên bản lớn hơn của chiếc Noosa bình thường. Chiếc Noosa này được Yamaha định vị là chiếc xe tay ga ở phân khúc cao cấp. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mẫu xe tay ga này. Noosa Grande là mẫu xe tay ga hướng đến khách hàng chính là phụ nữ. Ở đây chúng ta có thể thấy là dáng vẻ bên ngoài của Noosa Grande nhìn rất là hiện đại. Tuy nhiên, mình vẫn thấy một chút gì đó hơi rườm rà. Các bạn có thể thấy đây, Noosa Grande. Ở đây chúng ta có một chiếc xe màu trắng, mà cái phần mảng nhựa màu đen ở bên hông, phần đèn xi nhan này nó khiến cho cái đầu xe nó thấy cái mảng nào nó đối lập nhau trông rất là rườm rà. Chi tiết một chút thì chúng ta ở đây có một cái đèn pha được cắt điểu hình viên kim cương, đèn dummy dạng led, có đèn màu trắng. Điểm một trong những điểm mình không thích ở Noosa Grande đó là củ hương màu bạc, trông không xứng tầm với là một mẫu xe cao cấp. Phần thân của chiếc Noosa Grande có rất nhiều đường cong mềm mại tôn lên cái sự thử tính của chiếc xe. Ở phía sau chúng ta, phần đuôi xe thì không cong bút lên như đa số những chiếc xe khác trên thị trường, nó đổ về phía dưới tạo cho chiếc xe cái nhìn đầm thắm hơn. Đèn hậu phía xe sử dụng công nghệ led rất là đẹp, hài hòa với lại hai cái đèn xi nhan hai bên. Ở đây chúng ta có một cái tay nắm ở vị trí thấp, rất phù hợp cho các bạn nữ khi mà cần di chuyển chiếc xe. Điểm mình thích nhất trên Noosa Grande đó là cái phần yên được làm từ nhựa hay là da rất là mềm, tạo cho mình cái cảm giác êm ái và thoải mái. Vì là một chiếc xe tay ga cao cấp nhắm đến khách hàng nữ giới, thế nên Noosa Grande được trang bị rất là nhiều tiện nghi. Chúng ta ở đây có một cái cốp sau rộng 27 lít, vừa đủ để đựng hai chiếc nón bảo hiểm nửa đầu và vô số những vật dụng linh tinh khác. Các bạn nữ chắc chắn sẽ thích điều này. Phía trên đây chúng ta có hai nút đóng mở yên xe và nắp bình xăng. Nắp bình xăng đặt ở vị trí yếm xe, giúp cho các bạn nữ sẽ tiện lợi khi mà đổ xăng. Đây, chúng ta bật ra cũng rất là nhẹ nhàng. Rồi, phía trên mặt bảng đồng hồ, chúng ta có một cái bảng đồng hồ điện tử thể hiện đồng hồ nè. Đó, nút bấm này chuyển qua các chế độ. Ở đây chúng ta có chế độ trip là theo dõi cái hành trình của mình. Chế độ báo tiêu hao nhiên liệu theo đơn vị lít trên 100 cây. Cái này là tức thời. Đây là có thêm chữ average là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình, 1,6 lít 100 cây. Audio. Điểm đặc trưng trên cái đồng hồ này là chúng ta có thêm một cái thanh báo hiệu là chế độ chúng ta liệu chúng ta có đang chạy tiết kiệm hay là hao xăng. Cái chữ F ở đây là tượng trưng cho full throttle, tức nghĩa là chúng ta đang chạy ở chế độ thấp ga thì sẽ rất là hao xăng. Đó, thì khi mà chúng ta chạy ở chế độ hao xăng thì cái vạch này nó sẽ chạy lên đây để báo cho chúng ta biết. Còn khi mà chúng ta đang chạy tiết kiệm nhiên liệu thì cái vạch này nó sẽ không có thể hiện lên. Đây thì chúng ta có phần báo hiệu lượng xăng trung bình. Rồi, bảng đồng hồ có về đêm thì cho ánh sáng màu trắng rất là nhẹ nhàng. Bên đây chúng ta có cụm nút điều khiển cũng không có gì nổi bật, làm từ vật liệu nhựa bóng sờ cho cảm giác cũng rất là tinh tế. Đó, ở đây chúng ta có một bộ phanh đĩa phía trước, phanh sau vẫn sử dụng là tang chống. Mâm xe là loại 12 inch, khá là lớn. Lớp xe là có kích cỡ 110-70. Đây là loại lớp nhỏ thôi. Noosa Grande sử dụng hệ thống tản nhiệt và loại gió chứ không phải là sử dụng nước làm mát. Động cơ của Noosa có dung tích 125 phân khối cho công suất tối đa là 8,1 mã lực. Cái điểm đặc trưng của động cơ này là nó được trang bị công nghệ Blue Core, vừa được Yamaha giới thiệu. Yamaha công bố là cái động cơ này sẽ cho mức tiêu hao nhiên liệu rất là thấp, chỉ 1,8 lít cho 100 km. Và tinh tế, và mình đã thử nghiệm ở trong điều kiện đường đô thị thì thật bất ngờ kết quả mình đạt được là chỉ có 1,74 lít cho 100 cây. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu để nói là rất là tốt cho một mẫu xe tay ga 125 phân khối. Bây giờ mình sẽ ngồi lên Noosa Grande cho các bạn xem. Noosa Grande có chiều cao yên là 790 mm, đây là cái mức khá là cao so với những xe tay ga khác dành cho nữ. Thế nên là khi mà các bạn nữ mua xe này, các bạn cũng cần phải cân nhắc vấn đề chiều cao của yên xe. Đó,
điểm mình thích của trên Noza Grand đó là cái phần để chân trước rất là thoải mái, không giống như là chiếc Honda Clip mình phải bè ra hai bên. Honda Grand thì mình có thể để chân giữa thẳng theo ý của mình đó. Tuy nhiên phần yên xe phía trước lại thiếu cái phần bể đỡ, thế nên đi nếu như mà đi xa thì có mình bị cảm giác hơn một chút mỗi lưng. Ngoài ra thì phần yên này dài 640mm thì mình nghĩ là chỉ thoải mái cho khi chở hai người thôi, nếu như mà chở thêm con cái thì sẽ hơi chật chút. Rồi bây giờ mình sẽ đề máy cho các bạn xem. Chiếc đề máy rất là nhẹ. Ê, khi mà chiếc xe chạy ở chế độ không tải hầu như là mình không nghe tiếng máy luôn, và khi mà rồ ga thì chiếc xe tiếng máy thì rất là nhẹ nhàng, kẻ khàng. Điểm ấn tượng nhất là Noza Grand chỉ nặng 99kg, nặng hơn chiếc Noza thường thì 1kg, mặc dù dung tích động cơ 125 phân khối, và nhẹ hơn so với lại đối thủ trong khúc của mình là Honda Leaf lên đến 16kg. Đây là một cái mức trọng lượng rất là lý tưởng, và mình tin là các bạn nữ sẽ thích điều này. Sau quá trình trải nghiệm chiếc xe này khoảng 100km thì mình có một chút đánh giá về tính năng vận hành của chiếc xe như sau. Thì động cơ của chiếc xe 125 phân khối nhưng chỉ cho công suất 8.1 mã lực, thua lên đến 3 mã lực so với lại chiếc Honda Leaf. Thế nên là chiếc xe cho cảm giác chạy rất là đầm, không hẳn là bốc. Mình nghĩ thì mức công suất này phù hợp với các bạn nữ. Khi mà trong tốc độ từ dải 40km/h cho đến 80km/h thì chiếc xe cho cái gia tốc rất là tốt. Ngoài ra thì điểm mình thích nhất trong phần vận hành đó là giảm sóc của chiếc xe được Yamaha tinh chỉnh mềm. Khi mà mình lên cua, khi mà mình lên lề, chiếc xe cho cảm giác rất là mượt, rất là êm. Tuy nhiên, trọng lượng của chiếc xe lại quá nhẹ, thế nên là khi mình vào cua thì cảm giác vào cua không được tự tin mấy cho lắm. Cảm giác phanh cũng giống như những chiếc xe Nhật khác cũng hơi bị hụt ở phần đầu. Tuy nhiên thì khi mà có quãng đường phanh thì mình đã thử thì cũng khá là tốt. Noza Grand ở bật lên với phần màn hình thiết kế hiện đại, trọng lượng xe nhẹ, rất phù hợp với lại đối tượng khách hàng là nữ. Bên cạnh đó thì mức tiêu hao nhiên liệu rất là tốt, thích hợp với lại điều kiện di chuyển trong đô thị. Mức giá đề xuất của Noza Grand phiên bản thường là 40 triệu và phiên bản đặc biệt Deluxe là 42 triệu. Đây là mức giá cao hơn so với lại Honda Leaf 2.5 triệu và thấp hơn Honda SH Mod khoảng 10 triệu đồng. Xin cảm ơn.